Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với tiếp tục là cái series nông dân của mình. Và hiện tại là mình đang sẽ là ngày thứ 68. À, nói chung là cũng khoảng tầm khoảng đâu đó là hơn 2 tháng nữa là tới con rô rồi anh em ạ. Nhưng hiện tại là tôi hết đá mất tiêu. Vãi cả trưởng thiệt coi chơi. Rồi nói chung là từ từ mình sẽ xem xét xem như thế nào. Nhưng mà hiện tại là mình đang cần phải mua những cái phần thể lực anh em ạ. Đâu rồi mấy cái đạo cụ giảm giá đâu hết rồi. Bây giờ tôi mua thêm 2 lần nữa sẽ còn khoảng 800. Đó. Ok, bây giờ là đi tiêu 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 đá thôi, chứ bây giờ đâu biết làm gì nữa đâu. Sáng thì tôi đã làm nhiệm vụ rồi, làm rảnh 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 ngồi làm show luôn, để kiểu như là khi mình lên clip anh em xem nó sẽ đỡ bị chán. À, hôm nay có rương trang bị này, chắc là tôi sẽ quay luôn cái phần rương trang bị đây. Rồi xong rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi qua đổi cái phần sự kiện thể lực, tại vì tôi cũng đang có khá là nhiều cái để đổi được rồi. Lượm đi chứ, tôi nhớ là tôi có hai cái phần đạo cụ giảm giá lần, quà sale up đây. Đâu rồi ta? Đây, 4 lần là hết 2.000 này. Căng đấy, nhưng mà thôi cái này nó xứng đáng anh em ạ. Dù sao cũng phải tiêu đá mà đúng không? Rồi, lượm. Rồi hiện tại tôi sẽ còn 1.000. 1.000 này thì tôi đang tính là quay luôn cái này, tại vì cái hũ này nó cũng 27.000 rồi, nhưng mà không biết là tới đây tới chiều xem sao đi. Ví dụ mà tôi có quay thì tôi để cho anh em xem. Ở VR hiện tại tôi đang leo lên được khá là nhiều rồi. Tí nữa cuối ngày xem là như thế nào là tôi sẽ nhận rồi tôi quay cái vòng kia. Nó lại thơm mấy chứ. Rồi chắc là tôi sẽ đi quay cái phần trang bị trước đi ha. Rương trang bị thì mình sẽ cần phải quay, đó chính là nó yêu cầu mình là 300 đúng không nhỉ? Đúng rồi, 300, nhưng mà bây giờ mình nghĩ là mình sẽ quay 60 thôi để mình lấy cái phần chìa khóa để tích tiếp cho vòng sau. Đó. 90 đúng không nhỉ? 90 hay 60 ta? Rồi để xem lại coi. Quay hoài mà vẫn không nhớ cái này anh em ạ. À, cái trưởng thì cái trơn 60 thôi. Ok, vậy thì quay 60. 20 này. Từ từ để tôi mở cái này lên để cho nó có cái tiếng anh em ạ. Đấy, 128. Tính là tôi mở cái này đen lắm anh em. Ôi, 128 này khá là ngon. Kết hợp trong cái túi mình để dành nữa thì ok. Coi như là cũng còn được một ít đá để tiêu này tiêu kia. Rồi cứ ra 128 như thế là được rồi. Rồi, đủ rồi đó. Nãy mình có 90. Ủa, 90 đúng không? Chắc đủ, chắc đủ. Rồi, chắc là tôi đổi sẽ đổi cái này luôn. Đợi cái này về cho nó thành thức ăn hết. Tôi không có lấy đá thức tỉnh nha anh em, tại vì nói chung là cũng đang dư, chỉ cần để up môn thôi. Nhưng mà môn hiện tại thì những cái con đó tôi chơi vẫn đang khá là dư rồi, không có cần thiết phải là lấy đá thức tỉnh nữa. Bây giờ lại cần tóc thôi. Đấy, như thế là lượm kèo. Rồi thì ở trong cái phần shop tạp hóa này nè, thì ngoài cái việc mà tôi mua thức ăn ra, tôi còn sẽ mua mảnh những con này nữa nha. Thì anh em nông dân á, tìm những cái mảnh của con này rất là lâu, cho nên là tôi sẽ mua luôn để cho tôi up sau để kiếm cái phần tóc. Đấy. Rồi shop thi đấu thì tôi sẽ mua tóc luôn. Đấy, mua tóc luôn nha anh em. Hiện tại là anh em nào á, mà dư những cái điểm này á, thì mình không nói, thì tất nhiên chúng ta phải đổi những cái này rồi. Nhưng mà cái giai đoạn đầu á, anh em tìm những cái điểm này rất là khó. Cho nên là cái việc mà mình không không được top 1 đấu trường đó, nó cũng cũng gây ra một cái việc, đó chính là mình tích cái này khá là lâu. Thành ra là tôi chỉ đổi cái phần thức ăn thôi, để tôi up tóc. Sau này thì tôi lên được top rồi thì mình sẽ bắt đầu đi đổi những cái mảnh cũng như là hồn vũ khí. Thì tôi cũng có con Ruli rồi, cho nên là mai mốt tôi sẽ đổi kiếm kiếm điểm để mà đổi cái hồn vũ khí của nó luôn. Nó chưa tốn lắm anh em ạ, 9.000 điểm cho 5 mảnh, mà bây giờ nó cần tới là 100 mảnh lần. Điểm cực kỳ khiếp luôn. Thì mới đổi được một cái hộp vũ khí, nhưng mà đổi từ từ thôi cũng được. Sau này dù sao nó cũng dư. Mà mình nghĩ cũng không dư lắm, tại vì anh em nào mà chơi 12 tướng á, anh em biết là nâng cái này nó cực kỳ tốn luôn nè. Bây giờ tôi đâu dám nâng đâu anh em. Thiệt, không dám nâng luôn. Để dành mua cái phần thức ăn trước đã. Sau này ví dụ mà tôi thay con nào ra thì tôi lại tính tiếp. Thôi, thì tôi vẫn đang phân vân giữa cái việc là nạp VR hoặc là mua cái gói bát, thì chả biết là mua cái nào cho nó hợp lý anh em ạ. Thật sự luôn ấy. Tại vì nếu mà bây giờ tôi đua top á, thì sẽ không có hộp vũ khí. Nhưng bù lại mình sẽ có được bộ rune phản kích khống chế. Đấy. Còn nếu như mình mua bát thì mình sẽ có được một cái con Towa hộp vũ khí. Nhưng mà mình lại không bị hụt lại rune anh em ạ. Khó khăn thiệt chứ. Nhưng mà nếu mà lựa chọn giữa hai cái để mà suy xét cho nó tính toán chỉnh chu á, thì mình nghĩ là nên lấy cái phần đua top này. Đó, nên lấy cái phần đua top này để lấy cái phần Towa. Tại vì sao? Tại vì chúng ta sẽ có thêm những cái này để đổi nữa, đó chính là một, đúng không? Thì cái này chúng ta sẽ lấy Towa được là hai này. Rồi. Cái điều quan trọng nữa là gì anh em? Đó chính là hồn vũ khí của con Towa nó có thể là vào lại cái phần thể lực. Đấy, anh em nhớ là có một cái đợt thể lực này sau này nó sẽ cho. Thì đó, thì hiện tại tôi đang top 7, thì thua top 6 chỉ có 2.000 thôi, 2.000 đá thôi. Nói chung là nạp Mia vào thì đu tí cũng được. Chỉ có top 3 thì hơi hơi căng thôi anh em ạ. Top 3 thì hơi khó, nói chung là anh bao thì cũng
có nghĩa với lại ATVP thì mình không biết mọi người là ai thôi. Chứ nếu mà mình không biết là xin được hay không, nhưng mà thôi cứ chơi thôi đi. Đây, hôm nay chắc là sẽ có được hai cái phần cào thẻ, cho nên là chắc là đi vào cào luôn, xem là nó có tiến triển gì không. Chứ hôm nay tôi kiểu sầu đời quá. Đúng kiểu sầu đời luôn anh em ạ. Bye thầy trưởng. Đổi năm mới này, hiện tại tôi đang được 11 rồi. Một thẻ này. Ơ sao tôi được có một thẻ nhờ? Nhiệm vụ hàng ngày đâu rồi? Đây 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 đây. Rồi ok. Trong này thì không có cái gì nữa hết. Lụm lụm lụm. Chào. Hít. Rồi tôi thấy cái này là không có chạy đâu được rồi đó. Sầu não thiệt đó chứ. Ơ mày ngon này. Thôi xong rồi. Thấy là 1.000 rồi. Á à, không phải 1.000 anh em ạ. Chúng ta được cái gì vậy? 20 20 20. 20 là ơ à, cái này. À dồi ôi đức ăn à. Tôi còn tưởng nó được cái hộp gì đó ngon, ngon tí. Thôi bãi cái trưởng. Đen gì mà đen dữ gì không biết nữa. Người ta cào toàn ra cái gì đâu. Tôi cào anh em nhìn này. Thiệt chứ hết chê luôn. Không chê nổi anh em ạ. Không chê nổi. Rồi tầm này chắc phải nghỉ game thôi. Rồi thấy cái màu này cũng không có gì ngon rồi. Thôi xong. Thôi xong. Này là gì đây? À, được cái hộp vũ khí à? À không phải. Thôi lỏ rồi. Lỏ rồi, được 20 cái này rồi. Vãi cả. Ôi trời ơi. Thôi chào tạm biệt anh em nhé. Bây giờ tôi nản quá rồi. Cào cái việc này thì anh em cào đúng ghê luôn. Tôi cào anh em nhìn này, được đúng mỗi 4.000 đã rồng rồi. Xong rồi đó. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lần. 13 lần nha. Mà tôi không được cái gì ngon cả. Cũng không có được một cái nào gọi là khác ngoài 4.000 đã rồng ở trong cái giải 2 này cả. Đó là cái trường thật ra chứ. Còn 4 ngày. 4 ngày thì trung bình mỗi ngày chúng ta sẽ có đi mà nhập đúng không. 2 ngày nhận nữa là chúng ta sẽ được 2 điểm nữa. Với lại cái phần nhiệm vụ, nhiệm vụ cũng 2 ngày sẽ là được 4 lần cào nữa. Rồi xong rồi đó. Hết rồi đó đi. Cảm giác cuộc đời tôi nó nó đen thui thùi lùi luôn đó chứ. Rồi nói chung là còn 1.000 mấy thì chắc cũng không nên chơi đâu. Nhưng mà hôm qua anh em quay khét quá nhờ. Ủa Quỳnh Anh quay 2 lần luôn. Kinh kinh kinh. Ủa Mr. Bon cũng quay 2 lần luôn nè anh em. Ôi anh em sẽ bảo tôi chơi kinh quá. Kinh quá rồi, kinh quá rồi. Khét lẹt luôn á chứ. Rồi thì nói chung là chắc là hôm nay mình cũng sẽ đi đổi cái phần này luôn. Rồi tôi xong rồi. Bây giờ tôi đang có khoảng là 475 cái phần kẹo mút này. Lấm lấm keo. Rồi rồi khoan để đi ra úp cho nó cái đã. Đó còn vũ khí rồi, chắc là khá sẽ ngon hơn tí. Đó lên 4.000. Lên được có 300 mấy được chi. Rồi chắc là tôi sẽ đổi thêm được một cái phần gọi là rune luôn. Đổi thêm được một cái rune nữa. Chắc là sẽ đổi luôn anh em nhờ. Ở dưới này thì có mảnh của tôi qua nhưng mà mình không có đủ, mình không có dư rồi. Rồi lượm cái kèo cái luôn nữa. Với lại để xem là tôi có thể nào là tôi lượm thêm được một cái nữa hay không nhờ. Bây giờ tôi đang có 83 cái phần combo này. 83 phần combo có 75. 75 mà bây giờ tôi cần dư. Mình nghĩ là dư anh em ạ. Dư nha, dư nha. Bây giờ tôi đi xả thể lực xem sao. Hôm nay là cũng hết cái phần nhân 2 rồi. Nhưng mà chắc là thôi tôi sẽ quét luôn đi. Quét mấy cái ải tinh anh trước. Rồi tắt tiếng ra. Quét mấy cái ải tinh anh trước ha. Khi nào nó hết ải tinh anh thì mình sẽ quay qua ải thường. Đấy. Tại sao tôi quét ải tinh anh thì anh em cũng biết đó. Mình sẽ được nhân 2 những cái này. Những cái thuốc cường hóa đó. Thì anh em cứ quét thôi. Tại vì ở trong những cái đó nó cũng sẽ cho anh em những cái vật phẩm để tăng những cái khác. Cho nên là cũng không có sợ phí. Tại vì những cái con mà nó đang bị kẹt level để mà tôi tăng phẩm á thì nó cũng đang rất là dư rất là nhiều cái phần nguyên liệu để tăng phẩm lên rồi, cho nên là cũng không có lo lắm. Anh em là muốn kỳ tóc á thì anh em đừng có xảy chúng tôi, cứ khoảng 1.5 tiếng anh em vào anh em làm vài lần đấy là được. Thì bây giờ tìm đâu đó khoảng 70 mấy cái thì tôi nghĩ là khỏe rồi. Đúng đấy, tôi sẽ quét hết ải tên năm luôn nha. Vậy sau này ví dụ mà có dư cái phần nguyên liệu thì tôi tăng phẩm những con khác tôi kiếm tóc luôn. Hình như hôm nay tôi còn chưa làm cái nhiệm vụ tăng phẩm nữa đấy. Ấy chà. Ấy chà. Lụm. Rồi hết rồi đấy. Tiếp tục tiếp tục. Xả tiếp. Ôi 1.000 luôn à. 1.000 thì quét mà xỉu luôn hả chứ. Hết rồi. Sale rồi. Đấy, tôi sẽ quét hết. Quét hết Athena luôn để kiếm cái phần thuốc cường hóa sau này thiếu đó.
Ok, thì anh em nào mà không muốn quét giống mình nha, thì anh em có thể là anh em quét theo cái kiểu là quét ải ải bình thường thôi, ải thường á, để kiếm những cái phẩm. Đấy là do anh em bị thiếu, còn tôi thì tôi đang dư, tôi cũng không lo lắm. À, tôi quét hết ải tên anh thì tôi sẽ quay trở lại. Rồi lượm. Đây rồi. Ok. Rồi, còn lại chắc tôi sẽ quét ải thường đi ha. Đấy, tôi sẽ vào đây. Đây, tôi đang dư rất là nhiều những cái phần này mà, cho nên là tôi không có lo về cái việc là tôi có quét cái ải này nữa hay không. Thì anh em nào mà thiếu anh em có thể quét thôi. Tại vì bây giờ tôi quét trong này nó lại không có những cái vật phẩm nhân hai, thuốc cường hóa này. Cũng buồn, đúng không? Rồi, quét tiếp luôn. Không mới đủ chưa ta? Chắc chưa đủ đâu. Rồi, quét tiếp. Rồi, để tôi xem được bao nhiêu rồi. Kẹo kẹo 109. Ơi dư khỏe. Anh nông dân đợt nào cũng lấy một cái hộp vũ khí cũng kèm theo đó là hai con run, thì thật sự luôn khi mình lên 80 thì mình lại có đâu đó khoảng là hai bộ run tấn công chí mạng rồi. Nếu mà may mắn mở không trùng nữa thì rất là ngon. Nhưng mà đợt này tôi lại rất là mong là tôi có thể quay ra khi cái cào vé anh em, tôi quay ra được hai viên run tấn công chí mạng, quay mãi không ra được anh em ạ. Đấy, nếu mà có hai cái viên run đó nữa thì hiện tại là tôi đang có ba ba bốn này, 6 viên luôn. Đấy, ngon gần chết luôn vậy mà nó không ra cho tôi này mà. Đấy, cả trưởng thật đen. Dạo này đen ác. Đen xỉu, xỉu lên xỉu xuống luôn á. Sao tôi bỏ đen chị ơi. Rồi, tiếp tục, tiếp tục. Rồi. Nói chung là anh em nào mà muốn quét thì cứ quét như này thôi. Còn nếu mà muốn tích cái phần tóc thì anh em nên nên chừa lại nha. Tôi quét như thế này là cũng sai đấy. Tại vì nếu mà hôm bữa tôi muốn xả, tôi xả vào ngày thứ hai, thứ ba rồi. Nhưng mà do là đi đi du lịch đấy nên là không có quên mất là xả ra đây mà. Rồi không biết đủ chưa nhờ. Kẹo 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 đâu rồi, 145 rồi. Hết xong cái này chắc là đủ đây mà, thì mình sẽ đợi tích lại cái thể lực tiếp dành cho đợt sau nha, chứ mình thì không có xả hết. Nếu mà anh em xả hết á, anh em nông dân á, thì mặc dù là cái level anh em lên nhanh thật, nhưng mà cái vấn đề là mình sẽ không có được những cái nguyên liệu khi mà anh em đến cái lập đợt thể lực sau. Đấy, 159 đây nè. Như đủ rồi đúng không? Đấy, ui rồi hai viên run. Hai viên run quá là ngon. Thì cái sự kiện hiện tại cũng chỉ còn một ngày thôi. Đấy, một ngày nữa là xong rồi. Tôi thì tôi đang muốn là lấy thêm mảnh của con tôi qua, nhưng mà thôi sau này dù sao nó cũng sẽ có thêm. Nếu mà được đổi thêm 3 lần nữa thì sau này chẳng hạn như bây giờ tôi lấy trước một con tôi qua đúng không? Sau này tôi sẽ sử dụng cái phần vé để quay một con nữa và tớp được 5 sao, quá là tuyệt vời luôn, không có cần phải nhiều. Đấy, 30 mảnh nè, thì bây giờ mai mốt mình quay thêm một con nữa, đó chính là 150, thì cộng lại sẽ là 180, thì sẽ up được 5 sao rồi, khỏe re luôn á chứ. Thì ở trong này nói chung là cũng không còn những cái khác để mình đổi rồi, không còn những cái ngon hơn, ngoại trừ hai cái này nữa. Đấy, nhưng mà bây giờ đâu có đủ đâu, thôi cứ tích đi. Cứ tích lại, sau này chúng sẽ đổi những cái khác ngon hơn. Cứ đợt nào cũng đều đều một cái hộp vũ khí và hai cái viên gun thì em sẽ khá là khỏe rồi. Ok. Rồi để tôi thử tôi test nhân phẩm coi cái này nó ra cái gì đi mà. Ê. Hứ. Rồi. Ôi nhìn nó ngon thiệt ở trơn, nhưng mà cái này thì viên chọn 4 năm rồi nè. Là tôi nếu mà mở không trùng nữa thì thực sự luôn là tôi lại có được một cái mớ run khỏe re. Rồi đợi từ từ anh em, để lên 80 chúng ta mở sau. Hi, bây giờ chúng ta cứ mở trước như thế thôi. Rồi, thức ăn hiện tại là nhờ vô cái việc là tôi đi cày cuốc làm lụng chồng này chồng kia thì đã nấu được những cái tô phở bát canh. Đấy, thế là bây giờ đi up top. Rồi, ok. Thì hôm bữa mình cũng kêu cái phần đá rồng vào cái phần quay á, cái phần quay nổ hũ. Thành ra là cái tóc của mình hiện tại cũng đang khá là ok rồi. Chỉ có không đu được với các tóc thôi. À, tôi còn 5 cái hộp này này, lụm luôn đây. Vào xem cái phần này nữa. Lương trang bị. Đó. Lượm lại được một ít chìa khóa. Nổ hũ hiện tại thật sự là nhìn rất là mê này mà 27.000. Nhưng mà hôm qua em quay mất tiêu rồi, nên là chắc hôm nay cũng trả ra nữa đâu. Hoàn trả tiêu phí, hiện tại xong cái này rồi, chỉ còn cái tiêu phí trên này thôi. Tiêu phí trên này hiện tại đang sẽ là, ôi hết hôm nay là hết rồi này. Ôi 60 cái phần này nữa à. Ôi, cái này mình đổi xong chỉ tiêu rồi, cho nên là ăn được hay không thì nó cũng như thế thôi. Nếu mà 60 thì mình cũng xả đi, ít là mình được thêm một cái rương. Đây, một cái rương này nè. Đó. Ủa đâu rồi? Hai cái rương đây này. Đấy, xả thì mất thì mình sẽ được một trong hai cái rương này.
Nhưng mà thôi, cứ mình đạt chỉ tiêu rồi nên cũng không có cần gấp lắm. Mở cái này xem sao. Còn run thì mai mốt mình sẽ để lại mở ha. Đây là level 80 chúng ta mở. Cái này thì ôi trời tròn luôn à. Còn đấy, bây giờ tôi tích là được 20 cái mạnh bản năng 15 rồi, nhanh ghê không? Anh em thấy tôi tích khá là nhanh luôn á. Cái việc quan trọng là bây giờ trong này này. Quan trọng là trong này bây giờ mình phải cào được một cái gì đó ngon. Nhưng mà tôi mãi vẫn chưa ra được cái gì ngon cả. Bây giờ chỉ cần là chỉ cần đúng hai cái viên rune này thôi này, mà hai cái viên rune tùy chọn này thôi. Ví dụ như mà mở cái bốn cái viên kia mà nó bị trùng thì sử dụng mấy cái viên này để mà mình có thể là có thêm được cái bộ tấn công trên mạng thứ hai thì quá là tuyệt vời luôn rồi. Cho Devil cầm luôn. Trời ơi. Ôi còn cái một ở trên này thì thôi, anh em nào dính thì may mắn quá, còn tôi thì tôi thì sẽ lỏ thiệt sự. Thôi để up top tí, sau đó là chúng ta cùng nhau đi BK nha. Đấy, tôi vào thì chỉ có mấy con này thôi. À, chưa 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 chưa. Vào đây, vào đây. Cho Quýt trước đi. Quýt thì sẽ đi chung với anh em nông dân khá là lâu. Qua đó hiện tại tôi chưa có nâng lên nên là cũng chưa có up top cho em nó. Từ từ. Không có gì chúng ta phải gấp gáp cả. Tôi vẫn nằm được trong khoảng nếu mà ngồi spam á, thì tôi vẫn được top 11, top 12 đấu trường. Còn bây giờ anh em lại lên level 80 rồi thì tôi lên khá là khó. Lượm này. Ôi cái này mới đây mà tôi lên được nhiều thế nhờ. Đây, anh em nào không biết hay trước, bữa trước thì tôi lên chỉ đâu có được cái phần top như này đâu. Hôm nay tôi lên được 12.600 rồi. Anh nông dân viết 4 dí. Dí tóc anh top mới được. Ôi xong rồi quên mất là cái này level 40 à. Đấy, anh em cứ lên level 40 thì sẽ được cộng thêm đúng không? Rồi, thêm cái này nữa. Cái này chắc không đủ level 40 rồi. Thì mình sẽ quay qua đây đi. Cho cái này lên. Quay trở lại mình cộng cái này. Để thêm được thêm 2-3 điểm gì nữa đó. Đó, được thêm 2 điểm này. À, cái này 40 rồi. 33. Không biết cái này đủ hay không hết chứ. Đấy, ngon ngon ngon. Rồi, thì bây giờ nâng cho cái này để cũng không có được bao nhiêu. Cho nên là tôi sẽ nâng tiếp cái này luôn. Để được thêm mấy điểm nữa. Đây là cái mẹo khi mà tôi up tóc trong cái giai đoạn mà cần phải bứt phá tóc. Còn em nào mà... Ui, quên mất cái vụ này. Rồi, nâng tiếp cho cái này luôn. Cái này level 0 này. Đó, nhắc vài cái là lên được 10 điểm tóc rồi. Còn nếu mà anh em nâng qua những cái này á, thì anh em lại cần phải có thêm nhiều cái nữa. Rồi, ok, cái này level 20, 21 rồi. Rồi, cái này đang có sẵn 20 điểm nè, vào luôn. Level 8. Ok, rồi qua tiếp. Cái này như là mới vừa nâng lên level 40 rồi. Cái này 20. 20 tiếp thì nâng cho Ariel. Chắc là mình cũng sẽ nâng con Ariel này lên để mà bỏ vào cái team 2 để cho nó lấy nội tại đi mà. Cái này chắc lên được 40 nè. Đấy, ngon chưa? 10 điểm. 6 22. Rồi cho tiếp cái này lên đi. Rồi ok. 40 không này. Ở cái này 37 này. Đấy. Đấy cái mẹo đó anh em, cái mẹo đó. Anh em chỉ cần là làm sao để cho cái phần điểm này nó vừa khít với lại cái điểm khi mà nó tăng phẩm thôi. Còn nếu mà anh em dư á, nó không có được cộng dồn vào cái mới nên là mình rất là lỗ. Rồi nâng tiếp cái này luôn. Cho cái này lên. Lâm. Đấy, nâng được tí tôi lên được 200 mấy đấy không? Rồi, cho qua cái này. Cái này thì tôi nhớ không lầm là mình sẽ lên 40 thì sẽ được tăng phẩm. Nhưng mà chắc không đủ đâu. Ok. Ba mấy này. Cái này chắc đủ này. Rồi, ok, ok. Cơm bài trứng của mình khá là nhiều nhờ. Cái này lên sẽ lên vào 60 được này. Rồi, nâng qua những cái khác để cho nó lên đều. Lắm. Ok, ok. Thì đồ men tâm tươi 39. Cái này tăng phẩm rồi. Hôm qua tôi ngồi tôi xả cũng được mười mấy mờ. Thành ra là cái phần tóc này của tôi cũng đang khá là ok đấy. Đấy, bây giờ nông dân mà anh em có cái lượng tóc gọi là dí mà anh top được thì rất là hay. Anh em nào mà chơi mà dí được tóc của top thì hay cực luôn á. Lên. Đó, nãy là 12.600 cho nên được 300 rồi đấy không? Bằng với một con tướng rồi đó.
Ờ, để up nhanh chứ cái khúc này nói chung là cũng mất thời gian anh em ạ. Xem nó sẽ bị nhàm chán lắm. Còn em nào mà không thích cái khúc này thì tua qua nha. Tại vì đôi khi tôi những làm những cái này để chèn vào á, thì sẽ để cho anh em có cái kinh nghiệm để anh em nâng mấy cái này lên. Có nhiều anh em vẫn chưa biết nâng làm sao cho nó hợp lý. Rồi ok, tôi nâng được 12.900 rồi này. Đi BK thử xem như thế nào luôn. 12.900 nè. Đây tôi đang top 11 này. Đây tôi đang hơn top ông này luôn rồi. Lụm khô lô thôi. Vào top 10 nè. Gáy vào thui khỉ. Xíu bùm bùm bùm. Câm lặng một người. Chị đừng đi ra lên. Trời ơi, không đánh cho con level buồn thế nha. Bên kia có con combo lô này nó tăng cơ cũng hay chứ cũng khá là cứng đấy mà. Đó, mê hoặc được con combo 4 rồi. Sao đánh con bà đó không vậy? Trời nó đá thằng chán nữa. Thôi toàn là đã bước cái khiên lên rồi. Hơi buồn nhờ, tự nhiên cái đâm đầu đánh con combo 4 với ở lộn con combo lô với lại con bà đó không à. Đó là con quýt của mình chắc lên bảng rồi. Xíu 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 xíu. Choáng. May quá không có choáng. Mình đang có nộ tiếp của con Go 4 nữa. Ngon, lượm kèo. Cái này mà nộ vô con Devil nữa thì ổn áp. Ngon. Lấy được một khúc nộ của con Devil này. À, không có cái mê hoặc nào luôn. Con Go luôn nó sống dai quá à. Khó chịu thiệt sự á chứ. Choáng, choáng Devil cái đó đẹp. Ôi dồi ôi, tôi rồi, tôi rồi. Hỏng rồi. Cô cô cô. Chiu. Ủa à, tôi thấy nó chết rồi mà nó vẫn còn đầy máu kìa anh em. Lấy con cu nó không ai vậy. Rồi cũng lên bảng thôi. Thôi. Ôi đừng có choáng nha bộ ơi. Mày quá không có choáng rồi. Liệu đằng có win được hay không đây. Mà team của mình chỉ còn lại 4 người thôi. Ôi đam ít hết. Ôi con vô bà luôn nó hồi lại nửa cái máu nữa kìa. Đúng kinh luôn anh em ạ. Công nhận là giai đoạn đầu chơi con bà luôn rất là khỏe. Choáng. Trời ơi không có choáng nào hết. Nhưng mà mình giết được con vô 4 bên kia rồi. Phơm phức. Lượm lượm. Ôi chết con quýt rồi. Bây giờ chỉ mong cho cái việc là con Go 4 của mình nó nộ cho con Devil thôi. Để cho nó làm giảm nộ. Ôi, may quá đủ nộ đủ nộ. Sẵn tiện còn ba người luôn cho Devil mình nó nộ phát cho thơm. Đấy lượm kèo. Ôi bây giờ con Devil bên kia nó trâu quá. Đừng có chán nha bôi. Ôi trời. Không sao nhưng có Go 4 mình nó giảm nhộn. Con Devil bên kia nó cũng rất ok. Vẫn có khả năng win được. Nhưng mong chờ là giết được con quýt sớm thôi. Chứ để nó hồi máu mà người tôi. Win. Ôi con Devil bên kia nó nổ là mình thua nha. Thua đấy. Thôi coi rồi, coi rồi. Gánh được không em ơi? Em tứ môn đấy. Ừ, đúng rồi. Ui giời ơi, hồi lại đầy máu rồi. Phải cái trưởng hai con này đã quýnh lỗ. Nhưng mà mình win được rồi nha. Ui giời ơi, làm sao mà chạy khỏi. Thế là tôi đã có thể lên được vào trong top 10 rồi. Còn nghẽ nó chứ nhờ đâu có... Đấy, bây giờ mình dí tóc rồi, xong rồi mình lại cố gắng mình dí thêm cái phần lực chiến đó thôi. Bây giờ tôi đang có sẵn là, đang có sẵn trong người đó chính là hai bộ tấn công chí mạng. Đó, hai bộ tấn công chí mạng nha. Mà nếu may mắn mà mình mở cái này đã không bị trùng nữa thì quá là tuyệt vời. Bây giờ hy vọng là còn lại mấy ngày còn lại là cào có thể cào ra cho tôi một cái phần rune tấn công chí mạng được chọn này nữa thôi là nó là tuyệt vời lắm luôn rồi đây mà. Rồi, nó cũng là cái video của mình chắc là cũng sẽ kết thúc trong ngày hôm nay thôi. Và thank you em đã dành thời gian để theo dõi video của mình. Chúc anh em một ngày thật là vui vẻ khi mà những ngày chúng ta cận Tết rồi. Ok.
Hy vọng đến cho mình một like cũng như subscribe nữa nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em vào những video sau.